hay Nhật Bản, ông đang làm gì thế? Đang thay đổi lá cờ của tôi. Tốt hơn nhiều rồi. Tôi có ngốc không hay không có gì thay đổi hả trời? Thật là một ngày đẹp trời cho chuyến du lịch, mình nghĩ mình nên đến thăm Cây Bích thường xuyên hơn. Hello Cây Bích. Nhưng mình không làm gì sai cả mà. Cuối cùng, sau rất nhiều thời gian trong không gian xuyên không gian, mình có thể sống lại. Và bây giờ, mình sẽ tìm ra người thừa kế của mình để chiến đấu chống lại các kẻ thù cũ. Chào cháu trai, ông đến đây để đưa cháu vào đánh nhau với hàng xóm. Đi với ông nội nào. Không nhanh như vậy ông già, cháu không đánh nhau nữa. Gì? Đừng đùa nữa, hãy đá vào đít ba lan ấy. Không, Đức bây giờ đang kinh doanh, không quan tâm đến chiến tranh nữa. Cũng là lần trước cha đá đít ba lan, nó không có lợi cho anh ta. Ok, đồ ngu ngốc, ông không cần cháu bất kể ra sao. Cứ chạy như khu đất yếu mà cháu đang có đi, ông sẽ đi tìm một mình, cho giống như khu đất của Đức thật luôn. Không cần cháu trai yếu ớt kia, mình sẽ nói chuyện với vùng đất có mảnh đất của mình. Chắc chắn đó là quốc gia gốc rễ mà mình từng thấy. Wow, đây là một ngày tuyệt vời đối với Ba Lan. Không có gì xấu có thể xảy ra. Oh, sai sờ. Cháu trai của mình không muốn chiến đấu, và những mảnh đất xinh đẹp của mình đang ở với kẻ thù già yếu. Chỉ khi mình có thêm một đứa cháu. Hở, là cái này. Đằng trước. Ôi con của bố. Bố ơi. Israel, mình có thể hỏi bạn câu hỏi này được không? Dạ. Yeah. Tại sao bạn là một khối lập phương? Tại sao người Do Thái lại là hình khối? Anh bạn Đức ngớ ngẩn thật. Nếu người Do Thái không có hình khối lập phương, làm sao chúng ta có thể xây dựng các kim tự tháp,